Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 22% kế hoạch. Tập trung giải ngân đầu tư công. Kinh doanh thương mại điện tử cần chủ động kê khai nộp thuế. Những nỗ lực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh Hưng Yên giải ngân được trên 4.300 tỷ đồng, đạt gần 22% kế hoạch Thủ tướng giao. Kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024 gần 20.000 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 14.000 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch. Các địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao là huyện Khoái Châu giải ngân đạt 75% kế hoạch, huyện Tiên Lữ giải ngân đạt 71% kế hoạch, huyện Kim Động giải ngân đạt gần 56% kế hoạch, huyện Phù Cừ giải ngân đạt gần 54% kế hoạch, Sở Y tế giải ngân đạt 52% kế hoạch. Các huyện giải ngân đạt thấp là huyện Văn Giang, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông, Xây dựng, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nguyên nhân là năm 2024, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tăng gần 8.000 tỷ đồng so với năm 2023. Công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán lựa chọn nhà thầu các dự án mới mất nhiều thời gian. Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn nhưng hiện đều đang trong giai đoạn thiết kế, lựa chọn nhà thầu nên khả năng hấp thụ vốn thấp. Chủ đầu tư chỉ đề xuất số vốn rất ít so với tổng mức đầu tư dự án. Một số dự án dự kiến vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu vật tư, thiết bị chưa đáp ứng liên tục, đầy đủ do khan hiếm nguồn cung cấp từ các nguồn sản xuất nguyên liệu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, nhất là công trình giao thông. Trong hội nghị giao ban giữa tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn yêu cầu các huyện cần tập trung có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Trong đó, nếu tiếp tục để giải ngân chậm, sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị và chuyển nguồn sang cho các dự án khác. Đường tỉnh 377 là công trình trọng điểm của huyện Văn Giang, được khởi công đầu năm nay. Qua 7 tháng thi công, liên danh 4 nhà thầu đã hoàn thành được gần 50% khối lượng công trình. Dù thời gian theo hợp đồng thi công là 18 tháng, công ty Phát Việt, một trong 4 nhà thầu đã phải mượn mặt bằng ruộng của người dân để thi công những phần việc khó như kè đắp đền trước mùa mưa bão năm nay. Qua đó mới có không gian và mặt bằng để thi công. 50% khối lượng này là cái khối lượng mà khó khăn nhất, là nó từ nền móng cống rãnh toàn bộ hệ thống thoát nước là cũng đã đạt được rồi và cũng đang phấn đấu và hứa với cả lãnh đạo huyện nếu như thời tiết và điều kiện khách quan mà cho phép thì chúng tôi cũng thể là giải được cái lớp bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư là các sở và các địa phương giải ngân chậm trong 7 tháng đầu năm nay bởi không được thuận lợi về mặt bằng để thi công. Một số nhà thầu đã được tỉnh cấp tiền nhưng chưa có khối lượng thi công bởi không có mặt bằng. Ví dụ như đường tỉnh 382B, nhánh phải và trái qua huyện Ân Thi, đường Phù Ủng Bắc Sơn dù được tính vào giải ngân của năm nay nhưng chưa thể thi công được do chưa giải phóng mặt bằng. Vướng mắc chính hiện nay là cái đang thực hiện luật đất đai 2024. Cả nghị định của chính phủ đã ra rồi nhưng mà đối với các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh chưa có. Tôi nói ví dụ như cái sửa đổi bổ sung cái quyết định 03 về quy định bồi thường hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đấy, rồi là cái quyết định 20, rồi điều chỉnh bổ sung quyết định 03. Thế rồi là cái quyết định 40 2019 của Hân tỉnh về cái bảng giá đất thì phải cụ thể cho các huyện, trong đó Quan Thi thì mới có căn cứ để tính toán được. Thế thời gian này chúng tôi vẫn đang chờ đợi các quan của tỉnh. Với khoảng 22% giải ngân đầu tư công toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay cho thấy tiến độ đang rất chậm, đặc biệt là năm nay khối lượng giải ngân của Hưng Yên là gần 20.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2023. Chỉ còn 5 tháng nữa, nhất là tháng 8 và tháng 9, vẫn bị ảnh hưởng do mưa bão, nên khó có thể nhanh được. Phê bình gay gắt những đơn vị yếu kém, mà thậm chí còn chuyển nguồn, cắt đi chứ khác, không để lại cho chủ đầu tư. Và như thế, tức là có biện pháp mạnh, tôi nói với đồng chí đấy. Hai là nếu mà chậm nữa thì giao nội vụ, nhé, tôi giao sở nội vụ đi kiểm tra công vụ, liên quan tất cả các ngành. Liên quan đến dự án là nếu các dự án đầu tư chậm thì chuyển nội vụ để kiểm tra công vụ, ngành nào làm người sai ngành chịu, các huyện mà giải phóng sai mà chậm thì cấp huyện nó phải chịu, bởi vì một dự án nó không phải liên quan một lĩnh vực mà nó không quan đến một ngành, mà một dự án nó liên quan đến tất cả các nội dung liên quan, tất cả các huyện thành phố đều liên quan cái đó,
các ngành liên quan, tức là các ngành liên quan, nên là kiểm tra công vụ thì nó sẽ ra rõ ngay là ngành nào chậm, huyện nào chậm, giải phóng mặt bằng chậm. Hiện nay các chủ đầu tư cũng đang tập trung các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó có đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình và cải cách các thủ tục hành chính trong nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng để phấn đấu tăng tốc giải ngân năm 2024 ngay trong quý 3 này, chứ không quá dồn vào quý 4 như trước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi đã đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư phục vụ dự án đường Tân Phúc Võng Phan và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Diện tích thu hồi để thực hiện dự án là gần 2 hectare, trong đó có trên 1,3 hectare đất trồng lúa của 53 hộ gia đình cá nhân, trên 0,6 hectare do Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lễ quản lý. Công tác thu hồi đất thực hiện khu tái định cư được người dân đồng thuận ủng hộ. Kinh phí bồi thường và hỗ trợ là trên 4,8 tỷ đồng, gồm tiền đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề. Sau khi nhận đủ tiền hỗ trợ, bồi thường, người dân xã Hạ Lễ đã chủ động thu hoạch nông sản trên đất, chặt bỏ cây cối để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, tạo điều kiện thuận lợi để dự án xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Tân Phúc - Võng Phan trên địa bàn huyện Ân Thi. Đảng ủy ban xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con dân sau khi nhận tiền xong là bàn giao ngay cái mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để đơn vị thi công chuẩn bị và bắt tay vào để làm cái hạ tầng, tạo mọi điều kiện cho được các đơn vị thi công về. Cái thứ nhất là nơi ăn chốn ở, thứ hai là những cái tài sản phương tiện của các doanh nghiệp về trên địa bàn. Thời gian qua bằng khảo sát đánh giá, huyện Phù Cừ đã lập đồ án điều chỉnh quy hoạch huyện đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 theo định hướng quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương lập quy hoạch đô thị mới cho các xã Minh Tân, Tống Chân, Đình Cao, Quang Hưng, một đô thị hiện hữu là thị trấn Trần Cao. Ngoài ra, 7 xã là Tam Đa, Đoàn Đào, Tống Phan, Phan Sảo Nam, Nguyên Hòa, Minh Hoàng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ phê duyệt quy hoạch chung. Còn lại 2 xã Tiên Tiến, Minh Tiến, ngay sau khi hoàn thành việc sát nhập sẽ khảo sát đánh giá và phê duyệt quy hoạch theo đúng định hướng của tỉnh của huyện. Các xã đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chung đều đã có quy chế quản lý trong xây dựng kiến trúc hạ tầng dân cư, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng định hướng quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Điều 17 Luật Quản lý Thuế năm 2019 quy định tất cả doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nếu có phát sinh hoạt động kinh doanh đều có trách nhiệm tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thuế, trong đó bao gồm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Anh Nguyễn Quốc Vương ở xã Tống Phan, huyện Phù Cừ kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử, chuyên cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời như biến tần hòa lưới, pin năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời trên trang Facebook cá nhân và trang năng lượng mặt trời Solar Phương Anh. Khi hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận, nhất là khi được cán bộ chi cục thuế khu vực Tiên Lữ Phù Cừ liên lạc trao đổi, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, anh đã thực hiện việc kê khai và nộp thuế. Hình thức kinh doanh của mình thì đã làm từ năm 2019-20 rồi. Mình bán hàng online nhưng mà đến năm 2021 thì mới bắt đầu có doanh thu. Năm nay doanh thu đạt lên gần 50 tỷ, mình sẽ nộp thuế là 1,5% là gần 900 triệu. Còn đây là chị Nguyễn Thị Vinh ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Chị kinh doanh mỹ phẩm trên sàn Shopee với tên shop Vinh Authentic. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và được cán bộ thuế tại chi cục thuế Tiên Lữ Phù Cừ hướng dẫn, chị đã thực hiện việc kê khai và đóng thuế. Mình làm từ năm 2019 đến năm 2021 thì mình có được cán bộ thuế tuyên truyền cho mình nên là mình đã đóng rất là đúng thời hạn. Tổng doanh thu là 200 triệu một tháng. Nghĩa vụ đóng thuế của mình đang làm 1,5%. Mỗi tháng tôi đóng thuế là 3 triệu. Tổng cục thuế cũng đã đề nghị và khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chủ động tiếp cận, tìm hiểu về quy định pháp luật thuế và chấp hành việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chưa thực hiện đăng ký thuế cần khẩn trương đăng ký, kê khai nộp thuế với cơ quan thuế. Ngành thuế sẽ lập kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng thời gian qua,
ngành tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Ban tuyên giáo tỉnh ủy đóng vai trò là cơ quan thường trực nhận được gần 1.700 tác phẩm dự thi. Là một giáo viên dạy lịch sử, cô giáo Lê Thị Hải tham gia cuộc thi với tác phẩm thuộc thể loại tạp chí in, sức sống, trường tồn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng cốt lõi trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Ở bài dự thi này, cô Hải giới thiệu cho độc giả, nhất là thế hệ trẻ, về niềm tin chắc thắng của cách mạng thông qua giá trị lịch sử, những hy sinh to lớn của lớp lớp cha ông và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Bên cạnh đó, thông qua tài khoản mạng xã hội có tên Bạn Hài Sử, cô Hải còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với chủ một tài khoản Facebook, Zalo thì bản thân các em cũng ý thức được cái việc mình chia sẻ những cái nội dung, những cái thông tin và các em cũng có thể thông qua những cái trang thông tin chính thống, các em học tập và các em tiếp thu được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích phục vụ cho chính cái quá trình học tập của các em. Phát huy vai trò là lực lượng xung kích sáng tạo và dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin, thời gian qua, thị đoàn Mỹ Hào đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, duy trì hiệu quả trang fanpage Tuổi Trẻ Mỹ Hào, thường xuyên liên tục đăng tải và xây dựng các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, lấy những thông tin tích cực đấu tranh lại những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã chia sẻ hơn 40 bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trên fanpage, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên hiệu quả của câu lạc bộ lý luận trẻ. Cá nhân tôi thì cũng mạnh dạn tham gia đăng ký và viết bài cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 để thứ nhất là chia sẻ cách làm, cái kinh nghiệm của Ban Thường vụ Thị đoàn trong năm qua trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là gắn với kỷ nguyên số, đối với gắn với trách nhiệm của những người thanh niên luôn tiên phong xung kích sáng tạo và tiếp cận công nghệ số. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Ban tuyên giáo thị ủy cũng đã tích cực rà soát và phân loại các bài viết, các thông tin chính thống và các thông tin nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình dư luận cũng như là các cái hoạt động của Đảng và nhà nước và đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để từ đó mình có cái định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như là cộng đồng sử dụng mạng xã hội để biết phân biệt được đâu là thông tin chính thống và tích cực và đâu là thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đảng, nhà nước cũng như là các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời tích cực lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Năm học 2024-2025, công ty phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đã đặt hàng các nhà xuất bản hơn 1 triệu đầu sách giáo khoa và sách bổ trợ. Hiện công ty đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn hàng, phấn đấu sẽ có đủ sách khi năm học mới bắt đầu. Từ cuối năm 2023, công ty phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đã chủ động đặt hàng với các nhà xuất bản khoảng 2,4 triệu cuốn sách giáo khoa, hơn 650.000 sách bổ trợ. Đến thời điểm hiện tại, hơn 90% số sách đã được giao đến các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Số sách chưa giao tập trung ở khối lớp 10 do phụ thuộc vào phương án chọn sách của các nhà trường và tổ hợp môn tự chọn của học sinh nên tiến độ giao sách sẽ chậm hơn các khối học khác. Ngoài ra, các đầu sách thuộc bộ Chân Trời Sáng Tạo cũng có khả năng sẽ phát hành chậm hơn kế hoạch do bộ sách này chỉ xuất bản và phát hành tại khu vực miền Nam. Hiện tại công ty đang tích cực làm việc với các nhà xuất bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn hàng, đảm bảo có sách khi năm học mới bắt đầu. Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên vẫn rất cần nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh này với nguyên tắc cơ bản là tăng cường diệt loang quang bọ gậy và diệt muỗi chống muỗi. Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại cuộc kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra vừa qua. Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên ghi nhận 58 ca bệnh sốt xuất huyết ở 10 huyện, thị xã, thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.
Tuy vậy, các ca bệnh đều đã được giám sát và điều trị kịp thời, không có trường hợp tử vong, chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Văn Lâm, địa phương có vị trí tiếp giáp cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, đến thời điểm này ghi nhận 8 ca bệnh đã được điều trị khỏi. Một tháng nay không phát hiện ca nào mới tại cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả tiến hành điều tra giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã Trưng Chắc và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm của đoàn giám sát cho thấy tỷ lệ các hộ dân còn các dụng cụ chứa nước có bọ gậy vẫn ở mức cao và mật độ bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước cũng cao. Qua cái giám sát thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn có những cái ổ bọ gậy mà chúng ta phát hiện được. Ví dụ như là ở các cái chậu nước này, ở các cái xô mà đựng nước mưa này, thế rồi là ở một số dụng cụ phế thải này. Và có thể nói rằng là đối với lại ổ bọ gậy này ấy, thì vẫn còn, thì có nghĩa là vẫn có thể là có nguy cơ mà lan truyền bệnh sốt đanh nếu như mà chúng ta không có tiếp tục phát huy cũng như là củng cố những cái công tác phòng chống sốt mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta biết rằng là Văn Lâm cũng như là Hưng Yên là một cái địa bàn là gần thủ đô Hà Nội. Do vậy nên cái nguy cơ mà lây truyền bệnh sốt đanh chúng ta là hiện hiện trước mắt. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở nước ta đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng. Tích lũy từ đầu năm đến nay, riêng khu vực miền Bắc đã có gần 10.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, một số thành phố lớn như Hà Nội ghi nhận trên 1.500 ca bệnh, Hải Phòng ghi nhận trên 5.000 ca bệnh. Hiện nay, đang trong giai đoạn thời tiết mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, đồng thời cũng đang trong dịp cao điểm du lịch hè 2024. Nguy cơ mắc, lây truyền, các bệnh truyền nhiễm tăng cao, trong đó có bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đoàn giám sát kiến nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy trên quy mô rộng, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Văn Lâm là gần Hà Nội cũng không thể chủ quan được, cho nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh phối kết hợp với lại các ban ngành ở huyện, xã tổ chức tổng vệ sinh để làm sao là thu gom phế thải cũng như là khơi thông cống rãnh làm sạch môi trường. Mùa này là chúng ta ví chúng ta đi vùng dịch về, ví dụ như ta đi từ Hà Nội về thấy người mệt mỏi, đau người, đau hô mắt, đau vùng khăn phải mà thấy là người sốt như triệu chứng cúm thì chúng ta cần phải đến trạm y tế để xác nhận có phải sốt huyết không, và chúng ta không tự ý chữa bệnh ở nhà, lên trạm y tế để theo dõi để phòng những cái biến chứng, và sốt huyết chúng ta hoàn toàn chữa khỏi được khi chúng ta chữa sớm, điều trị sớm để tránh được cái tử vong. Hiện trên sông Hồng, sông Luộc, mực nước đang dâng cao do các hồ thủy điện xả nước. Tuy nhiên, hiện trên tuyến đê bãi thuộc huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu, việc khai thác, trung chuyển vật liệu cát tại các bến vẫn hoạt động nhộn nhịp. Một số bến tàu phà chở khách ngang sông vẫn còn tình trạng chở khách quá tải trọng. Do đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra công tác an toàn giao thông và phương tiện đối với các bến khách ngang sông nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hoạt động vận tải trước mùa mưa bão. Đối với các chủ phương tiện bến bãi, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và không đủ điều kiện hoạt động trong mùa mưa bão, đặc biệt khi có bão, nước lũ dâng cao, trong điều kiện không an toàn, nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện này tham gia hoạt động. Để đảm bảo các công trình và hoạt động trên sông, ven sông Hồng, sông Luộc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện khẩn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, người dân, các tổ chức ra soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi, để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.